con là người làm bánh có một số loại bánh cần phải sử dụng đến men nở như bánh bao bánh bò bánh pizza người ta nói men là loại sinh vật con không biết sử dụng men như vậy có phạm tội sát sinh hay không vì con không biết nó có phải chúng sinh có tâm thức hay không ông sư chỉ dạy cho con được rõ à, thưa với quý vị đó với cái thiên nhãn và phật nhãn của đức thế tôn ngài đương nhiên ngài biết rõ à, ở đâu có chúng sanh và ở đâu không có chúng sanh. Và nếu như nói theo cách hiểu của mình á thì à, chư tăng có một cái vật dụng đó là cái vải lọc nước. Thì nếu như chỉ lọc nước một cách thông thường á mà cái tấm vải quý vị nghĩ nó nó lọc được bao nhiêu? Nó chỉ lọc được mấy có cái con mà nó lớn thôi và mấy cái cặn thôi. Đấy. Thì như vậy đó À, cái quan trọng là cái ý thức giữ giới chứ còn nếu như mà mình đòi là phải tuyệt để gọi là vô trùng gọi là nước là vô trùng chưa tăng uống nước là nó phải vô trùng à, thì không có được đấy chính bởi vì như vậy đó cái chuyện mình giữ giới đó mình nên biết cái giới hạn đó cái giới hạn của cái giới chứ còn mà mình giữ một cách nó quá đáng coi chừng nó thành ra cực cực đoan nha riết rồi mình sẽ giống như là bên uh, Nghi Anh Thá tức là bên Ni Kiền Tử á nghĩa là sao à, tôi uh, mặc cái y nè à, tôi mặc cái y phục nè mà tôi đem giặt á nha tôi đem giặt á thì sẽ có những cái con này con kia mắt tôi không nhìn thấy nó sẽ chết chính bởi vì như vậy họ khỏi mặc đồ luôn rồi họ cái nhà ở đó nếu mà quét sân uh, quét nhà đó thì có thể con này con kia tôi không nhìn thấy nó sẽ chết cho nên họ khỏi quét nhà luôn Mà nói theo cái kiểu của mình á nha Cái kiểu của quý vị đó Là nếu như vậy thì cái đồ mà tôi ăn á Để ở ngoài là sẽ có con này con kia nó bao vào Mà như vậy thì mình khỏi ăn luôn Coi à, khỏi nhúc nhích gì được hết trơn á Cho nên là coi chừng mình trở thành một cái người cực đoan Giống như bên đi kiền tử nha À, còn cái phần mà men này đó men này á thì cá nhân của sư sư đang nói cá nhân của sư thì cho rằng nó là một cái dạng à, sắc pháp à, mà do do thời tiết xanh hoặc là do một cái à, điều kiện mà nó hình thành đấy à, còn như sư nói nha mình đừng có um, quá mức cực đoan thì nó mình sẽ không có làm được bất kỳ một cái gì hết. bổ sung. rồi thôi hết.